Nguyễn Bảo Thương, chào mừng các bạn đến với chương trình khóa đáp hình số 283. Câu hỏi 3167, anh Duy ơi, giá trị dinh dưỡng của thực phẩm sao anh nghiên cứu được chi tiết như vậy? Thì để nghiên cứu giá trị dinh dưỡng của thực phẩm thì anh tìm trên những cái trang web uy tín của Mỹ, cụ thể đó là FDA. FDA là một trang web không thể nào bỏ qua khi làm về những lĩnh vực này, và những cái trang web của các trường đại học, của các trường đại học Hoa Kỳ. Và thêm nữa là những cái trang web của những cái tổ chức uy tín thì dữ liệu phải khớp với nhau. Ví dụ như những cái sản phẩm, những cái giá trị dinh dưỡng này nó phải tương đồng khớp với nhau. Và khi mà trên trang web của các trường đại học và trang web của FDA, người ta khuyến nghị một ngày đó là bao nhiêu chất này, cần bao nhiêu đó, thì từ cái dữ kiện đó, khi mà có một chất cụ thể vào nó cung cấp cái thành phần dưỡng này, thì cái chất này khi mà mình hấp thu hoàn toàn vào thì nó có được gọi là tốt hay không, nó có được gọi là tối ưu hay không. Nhưng tất nhiên với một cái lượng database rất lớn, không phải là một chất mà là nhiều chất, thì sức bằng tay thì không làm nổi, tay thua, không cách nào mà nhập liệu hay là copy paste hay là như thế nào nổi cái chừng ấy dữ liệu, mà phải về sắp xếp và cấu trúc lại nữa. Thì cái đó là dùng cái kiến thức về IT mà chỉ có được thì cố gắng chỉ code lập trình để nó convert database hay nó chuyển database về, nó phục vụ cho người Việt mình nhìn vào trực quan hơn, dễ hiểu hơn. Và bên cạnh đó thì cũng giải thích những chỉ số quan trọng để góp phần cho các bạn có được những cái kiến thức cơ bản để set up một cái thực đơn dinh dưỡng xài được. Câu hỏi 3168, anh có thể cho em hỏi được không? Em tập thể hình được 4 tháng và đang bước sang tháng thứ 5. Hôm nào em cũng tập bụng thước đo từ 81 xuống 76. Em cao 1m58, nặng 57kg. Em tập từ 1 cho đến 1 tiếng rưỡi các chiều từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Và em muốn tập thể hình vừa giảm mỡ vừa tăng chiều cao thì em nên tập những bài nào? Bạn này chắc mới tập rồi, bạn hỏi với con này là mới tập rồi. Thì chuyện tập bụng á, thì tập nhiều quá thì cũng được, nhưng mà như vậy đó, khuyên bạn là không nên tập tuần tối đa 2 ngày bụng thôi. 2 lần tập bụng tuần là đủ rồi. Bên cạnh đó bạn sắp xếp thời gian tập những nhóm cơ khác. Rồi tập luyện để tăng chiều cao thì dễ thôi, thì bạn cứ tập bình thường đúng kỹ thuật, đừng sai kỹ thuật là được rồi. Đừng sai kỹ thuật nó sẽ dẫn tới chấn thương và dẫn tới cái form đi nó xấu. Và tập luyện thì kết hợp với dinh dưỡng đầy đủ những cái chất hỗ trợ tăng trưởng chiều cao của bạn, nhất là canxi, phốt pho, vitamin khoáng chất, sữa này là phải uống, không có nào bỏ được. Vậy thôi được rồi đó. Câu hỏi 3169, phạm vi viết tắt câu hỏi không rõ ràng. Câu hỏi 3170, xin chào anh Duy và chị Hương. Em đang tập thể hình được hơn 1 tháng, em có 3 câu hỏi cần anh chị giải đáp. Em cao 1m65, cân nặng 61kg, như vậy cân nặng đã đủ chưa? Hay cần phải thêm cân? Sắp đủ rồi bạn, cân nặng nó sắp đủ rồi. Nhưng mà bạn tùy bạn thôi, bạn nhìn vào người bạn, có cái thành phần cơ thể, bạn mở nhiều hay cơ nhiều. Cơ nhiều thì nó hiện ra mở ít, nó rắn rắn, bóp vô nó không có mềm mềm, sập sẹp. Còn bạn mở nhiều thì cơ ký thì đủ, nhưng mà cái body chưa được, phải cải thiện rất là nhiều, phải sắp xếp các thành phần cơ thể lại cho nó hợp lý. Ở mỡ phải ít, mỡ là under mà cơ là over là đẹp. Ý thứ hai của bạn là em muốn cơ có cơ thể săn chắc và lộ cơ giống như các model fitness thì nên tập theo giáo án nào? Bạn mới tập có 1 tháng thì bạn cứ tập bình thường đi, khỏi có giáo án model fitness hay giáo án bodybuilder gì đây hết. Bạn cứ luyện công cấp thì mới là tiểu học thôi. Bạn cứ đi từ tiểu học tới trung học cơ sở thì bạn sẽ có được cái hành trang từ từ, mình tính sao, giờ nói thì quá sớm. Em muốn sử dụng thực phẩm bổ sung như sau: trước khi tập em dùng C4, sau khi tập em sử dụng Super Amino, rồi thêm Elite Whey, như vậy có hợp lý chưa? Vì khả năng cũng chưa có nhiều nên em chỉ có thể cân nhắc các sản phẩm như trên. Mong anh chị giải đáp giúp em xin cảm ơn. Chưa hợp lý, bạn đã xài Amino hoặc xài Whey nữa thì nó không hại, nó cũng không mất mát gì cả. Nhưng nó có sự lặp đi lặp lại. Nó có một cái sự gì đó nó lãng phí. Thì bạn hoặc là Whey hoặc là Amino, một trong hai. Còn nếu mà bạn muốn men hơn thì bạn làm luôn Fusion hay là Lean Body. Trong hoàn cảnh này nó sẽ hợp. Giống như mục tiêu bạn nói là bây giờ bạn muốn là như model fitness đúng không? Là muốn cơ nhiều mỡ ít, bạn xài gì thì nó chưa có được. Mặc dù mà bây giờ mới còn tháng thôi thì bạn xài thì cũng còn hơi sớm, nhưng mà đã xài thì xài cho đúng. Bạn xài một cái loại protein nó hoàn chỉnh, hoặc là giờ bạn bỏ Amino đi, bạn trường quay lại, bạn mua thêm casein, hoặc là bây giờ bạn bỏ luôn cái hai thằng, bạn chọn lên body. Chứ bạn không có xài trước tập sau tập Amino cắn 3 viên xong rồi cái uống thêm Whey nữa thì nó kỳ sao á. Câu hỏi 3171, em xin chào anh Duy và tất cả mọi người. Dạo gần đây em hay bị mất ngủ, chỉ ngủ được 2 đến 3 tiếng. Rồi, chia buồn cùng bạn luôn. Theo anh Duy thì khi bị mất ngủ có nên tập thể hình không? Đồng thời nên làm gì để khỏi bị mất ngủ?
đương nhiên phải tập rồi bạn. Bạn mất ngủ bằng tập thể hình thì nó không bằng người ngủ nhiều, nhưng mà nó đỡ hơn bạn không tập. Nha. Rồi còn làm gì để ngủ nhiều, để ngủ ngon, cái này hơi khó à. Ngủ ngon thì đòi hỏi tinh thần phải thoải mái, chứ là không gian phải yên tĩnh nữa. Mình vận động trước khi ngủ một chút, rồi ăn no một chút. À, ví dụ như nhà vòng vòng nhà hàng xóm bạn ồn ào quá thì bà cũng khó ngủ, còn giờ bạn đi thì vô khách sạn mà ngủ im ru à, nó rất là êm yên tĩnh thì bạn ngủ thoải mái hơn. Cái gì đó là cái vấn đề là riêng tư, đừng ai làm một làm phiền giấc ngủ. Ví dụ người có người dễ ngủ, nằm lăn đùng ra ngủ, bạn ngồi bạn hát karaoke trong phòng không dậy nổi nữa. Nhưng mà có người rất là khó ngủ, con chuột nó chạy thôi nó thức rồi. Nên cái chuyện giấc ngủ á thì mình phải tập cho tinh thần mình nó thư thái, thoải mái, đừng có áp lực quá. Nhiều khi bạn nằm xuống bạn suy nghĩ chuyện đời không à, bạn sẽ không ngủ được. Thì cái này là việc này là cái kêu của mỗi người, mỗi có một chiến lược khác nhau. Mà Duy giải toán, Duy giải quyết bài toán là Duy còn không đòn không nổi nữa, nên có thể là Duy chia sẻ vào lĩnh vực này không có được mang cho lắm. Thu Hương thì dễ ngủ hơn Duy, Thương sẽ chia sẻ vấn đề này. Còn Duy mà nằm xuống mà lỡ mà có chuyện gì mà chưa trôi chảy, hay có chuyện gì mà nó cảm thấy nó lấn cấn như đó là Duy cũng suy nghĩ hoài, suy nghĩ bạc tóc luôn. Thu Hương thì cũng có khác gì anh Duy đâu, mà cái việc gì mà chưa xong á là Thu Hương chưa có làm được xong á, hoặc là chưa có một cái giải pháp gì cho nó vào ngày mai, hoặc là bế tắc gì đó. Thôi cái chuyện này chuyện hồi nhỏ kìa, hồi lúc mà em còn đi học em ngủ rất là ghê, em chia sẻ với bạn cái khoảng cách đó đó. Chứ còn bây giờ thì già rồi. Không, không hồi nhỏ thì Hương ngủ, nói chung là Hương thuộc loại đối tượng là dễ ngủ rồi, dễ ăn dễ ngủ, tại con người Hương nó bình tĩnh lắm. Là vô tư chứ bình tĩnh gì? Thì bình tĩnh vô tư. Hương không có, ví dụ Hương gặp một cái gì stress hoặc là buồn là Hương giải quyết bằng mọi cách, là chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ sau Hương phải cân bằng lại cái tâm lý và giải quyết cho mình, không đưa mình vào cái bế tắc thôi. Hoặc là có một vấn đề gì đó chưa, công việc thì chưa giải quyết xong, nhiều khi Hương còn thức đến sáng để Hương làm cho nó xong rồi mới đi ngủ được. Còn ví dụ như là chưa giải quyết xong thì cũng chưa dám ngủ, sợ sếp la. Đúng rồi, Duy khó tính lắm, khi làm việc Duy rất khó tính, nên Hương phải chịu áp lực với Duy ghê lắm nha. Nên là có khi Hương ngồi sáng thôi, Hương ngồi từ tối hôm qua cho đến sáng hôm sau. Khi nào mà xong việc xong bắt đầu Hương mới đi ngủ và ngủ rất là ngon. Còn nếu mà chưa xong là trong đầu còn suy nghĩ ngủ, nhưng mà cái não nó vẫn hoạt động. Nhất là những ngày mà hàng về tập trung các bạn, công ty BPT mà có những ngày hàng về thì Hương hầu như là thức suốt đêm để làm chứng từ các bạn. Bởi vì khi mà bữa hôm sau mà các bạn gọi điện thoại là cái như là không nghe giọng Hương, chỉ nghe giọng ai đó trong trẻo và dễ thương hơn thôi, chứ không nghe được cái giọng này đâu. Ông chở dễ thương hơn hả? Đúng rồi. Phòng sale có ba bằng nữ dễ thương lắm, mà Thu Hương chỉ là một trong ba thôi. Thì bạn nào muốn khám phá xem phòng sale thì online có những bạn nữ nào dễ thương thì đến phòng sale. Kẹt à, không có ghế ngồi. Không có ghế ngồi. Thôi nói chuyện giỡn chút thôi, nhưng mà xin chia sẻ với bạn là khi mà một cái gì đầu óc nó còn căng thẳng thì cố gắng giải quyết thì ngủ sẽ ngon hơn. Với cơ hạn chế một điều, đừng có xài gì kích thích trước khi ngủ nữa nha. Kích thích là gì? Fat burner chẳng hạn. Kích thích là gì? Rượu cao chẳng hạn. Bữa nào cúp điện mò lộn hủ, tính pha casin pha lộn rượu cao, uống vô thấy ào ra casin có mùi mới ngon nè đó. Xong tá quả giật mình chết mò nạp lộn rượu cao là cái gì không ngủ được. Hoặc là uống cà phê trước khi ngủ cũng không ngủ được, hoặc hút thuốc hay là có thứ nó khó ngủ. Thậm chí bạn ăn trái cây nhiều trước khi ngủ cũng không ngủ được, tại vì vitamin căn bản nó cũng làm cho tinh thần mình hưng phấn. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi 3172. Xin chào anh Duy và chị Hương, em đã theo gym 5 tháng nhưng em tập chỉ có 2 bài ngực, và là ngực trên và ngực giữa. Em định thêm bài banh ngực và ép ngực nữa, như vậy được không? Tại mấy người tập trung phòng có nói ngực còn nhỏ tập mấy bài đó không to được, có thật như vậy hay không? Tập luôn, tập cho tới đi chứ được với chả bị gì. Bạn không tập bạn mới bị á. Bạn không tập rồi thì thôi, ai tập ngực tập có 2 bài đó. Tập phải tập cho đầy cho đủ. Còn thông tin những người bạn chung phòng với bạn nói vậy không chính xác đâu. Câu hỏi 3173 có nội dung gần giống câu hỏi mã số 1299 trong hỏi đáp tình hình số 123. Câu hỏi 3174. Em đang là sinh viên năm 3, em cao 1m7, nặng 68-69kg mà trông em toàn mỡ, nhất là mỡ bụng. Không biết anh chị có thuốc nào giúp em giảm mỡ tăng cơ, nhưng giá nó tầm 300-400 ngàn. Không quan trọng số thuốc, phải nhiều ít vẫn được, em cảm ơn. Thuốc thì không có bán đâu bạn, ra tại Phú Tây hỏi nha. Chứ thuốc thì sao nó lại không có bán. Còn nếu bạn hỏi thực phẩm bổ sung á thì 300-400 hả? 300-400 hình như sắp có rồi, nhưng mà tháng 9 mới có nha bạn. Cuối tháng 9 thì bạn đợi đi. Giá đó thì tầm phải cuối tháng 9 mới có tại hàng này, trợ giá của Metro X. Đốt mỡ anh. Trợ giá Metro X có luôn. Trời ơi, giá gì? Hàng đại gia mà giá sinh viên. Đó, bảo đảm bạn là có, thì tới lúc đó thì bạn có thể liên hệ đại lý Muscle Field để bạn lấy.
Câu hỏi 3175, xin chào anh Duy, chị Hương, em xin nói tình hình chung. Em cao 1m8, nặng 75, em đã đến với gym 6 tháng, em đang sử dụng mask để tăng cân, tăng cơ và sử dụng C4 trước tập, quay sau tập. Một ngày em ăn 5 buổi, em đang tập theo giãn 6 buổi một tuần của thầy online. Ở phòng tập của em có cả kickboxing và cardio. Em muốn hỏi anh Duy là em nên tập cardio và kickboxing vào ngày vào khi nào, buổi nào thì hợp lý. Vì em sợ nếu tập không đúng thì sẽ đốt mất cơ của em. Hiện tại em đang sống ở nước ngoài và một tháng em có khoảng 1 triệu rưỡi tiền cho thực phẩm bổ sung. Mong anh chị tư vấn để em vừa có thể tập gym hiệu quả, vừa có thể cardio và lại vừa có thể kickboxing. Em cảm ơn chương trình. Rồi thì giờ một cái lịch về đi dễ ha. Bạn tập tập gym là buổi chính của bạn, bạn tập gì đó không biết. Còn bây giờ cái vụ kickboxing với cái vụ cardio thì cứ chia ra 3 ngày này 3 ngày kia. Mỗi ngày làm 10 phút thôi. Được rồi, bảo đảm không mất cơ. Mà cái chuyện mà 1.5 triệu mà không bổ sung đúng không? Mà bạn không nói bạn ở nước nào. Nếu bạn ở Mỹ thì 1.5 triệu này chơi được. 1.5 triệu quy ra nhiêu tiền ta? Hình như giờ là còn khoảng chừng gần 70 đô. Gần mấy chục đô thì bạn mua mua reward cao về bèo bên đó thì thường thường tầm 37 nó giá dao động trên dưới 30 đô đó. Rồi một món còn lại thì có thể là whey protein thì hoặc có thể lean body hoặc có thể là cái gì đó cân nhắc cũng được, miễn là một cái protein với một cái reward cao thì nó đáp ứng được nhu cầu tập luyện của mình. Rồi còn như Duy nãy nói là cái vụ kickboxing thì bạn yêu bạn mày bạn vô bằng đấm bằng đấm, nhưng mà đấm chừng 10 phút thôi, đừng đấm nhiều quá, như đó chừng ấy là đã đủ. Thì một tuần mình chia làm hai lần, 3 ngày kickboxing, 3 ngày cardio sau buổi tập gym chính thức của bạn 10 phút. Câu hỏi 3176, em chào anh Duy, em có câu hỏi muốn hỏi anh Duy là em chỉ có thể ăn 3 buổi một ngày, vậy nếu em ăn đủ 3 bữa để bù cho 6 bữa thì có thể tăng cơ bình thường được không? Em không sợ tăng mỡ, chỉ sợ không tăng cơ. Em mong anh Duy trả lời. Dễ bạn, cái chuyện mà ăn 3 bữa một ngày là cái chuyện tăng mỡ, tăng cơ là chuyện đó là bình thường. Chỉ có giảm mỡ nó mới khó thôi. Thì bạn đâu quan tâm đến mỡ. Đúng rồi, thì bạn không quan tâm đến mỡ thì bạn ăn banh sát 3 bữa này bảo đảm bạn là tăng. Còn tăng như thế nào bạn phải kìm, phải điều chỉnh nha. Bạn ăn dạng tháng tăng nhiều quá thì giảm ít lại, còn khi chưa đủ thì cố gắng ăn thêm. Nhưng mà đâu có protein chảy dài ra đâu thì anh chịu thôi. Giờ chứ cách nào, protein chảy dài á thì nó không có sự hấp thu chảy dài, nó sẽ lợi hại đó. Thì chịu thôi, thì bạn nó bạn không có điều kiện ăn ba bữa phụ thì bạn ăn được 3 bữa chính thì chỉ bằng cách nào giờ thì cứ ăn thôi. Mà bạn hỏi tăng cơ được không thì ra là được. Câu hỏi 3177, em chào anh Duy và chị Thu Hương, em xin vào thẳng vấn đề. Anh Duy cho em hỏi, em năm nay 17 tuổi, cao 1m67, nặng 73kg. Do không có điều kiện đi gym nên em chỉ tự mua tạ và tập ở nhà. Em xem khá nhiều video của anh và được biết Dimaburn giảm mỡ khá hiệu quả. Em đã mua và xài được nửa hũ và thấy khá hiệu quả. Em tính xài hết hũ sẽ chuyển qua Amino 6000, vậy có được không? Vì các sản phẩm khác em thấy ghi chỉ định cấm trẻ em dưới 18 tuổi nhiều quá. Em muốn cơ rõ nét và to hơn thì xài amino không kết hợp các thức ăn tự nhiên thì ổn không ạ? Nếu có thể anh Duy có thể tư vấn cho em một sản phẩm khác tốt hơn. Một tháng em chỉ có tầm 1 triệu để mua thực phẩm bổ sung. Em xin cảm ơn. 1 triệu thì khỏi nhức đầu, khỏi suy nghĩ. Cứ xài Dimaburn hết luôn này bỏ. Giống như bạn nói đúng không? Và chiến lược tiếp theo là Super Amino là hợp lý, không bàn, không cãi, không đèo bồng, không bon chen gì nữa. Tại vì 1 triệu thì giải quyết chừng ấy thôi, còn dư mấy trăm ngàn cứ để dành đi. Chừng nào đủ thêm tính tiếp. Vậy thôi, chứ còn giờ mà tư vấn bạn khác thì nó nặng gánh hơn so với bạn. Và bây giờ amino thì nó cũng gọi là nó sinh ra để phục vụ cho sinh viên mà. Phục vụ cho sinh viên thì bạn cứ dùng nó để bằng chinh chiến, chiến đấu thì nó được rồi, không việc gì phải suy nghĩ thêm nha bạn. Câu hỏi 3178 cũng là câu hỏi cuối. Em năm nay 21 tuổi, cao 1m65, nặng 58. Hiện em đã tập thể hình được 9 tháng, trong thời gian này thì em tập theo lịch là mỗi nhóm cơ 2 lần một tuần. Em nghe anh Duy nói là mỗi nhóm cơ tập 1 lần một tuần sẽ tốt hơn, nên bây giờ em chuyển lịch lại thứ 2 chân, 3 ngực, 4 bụng, 5 vai, 6 lưng, 7 bụng cardio. Anh xem lịch như vậy được chưa? Em có uống thêm thực phẩm bổ sung là whey protein gold standard sau mỗi buổi tập và uống thêm lần trước khi ngủ mỗi lần một muỗng. Trong muỗng có để là 70cc. Vậy ổn chưa anh? Chưa ổn bạn, cái lịch của bạn thì Duy tạm chấp nhận, lịch của bạn thì bình thường, tập vậy là cũng được. Mà chắc chắn thì thôi em đọc lần nữa coi có sai sót gì mình rà điện cho bạn luôn. Thứ 2 chân, thứ 3 ngực, thứ 4 bụng tay, thứ 5 vai, thứ 6 lưng, thứ 7 bụng. Rồi hợp lý, lịch là chơi được. Còn cái chuyện mà dùng quay gold standard. 7 bụng cardio. Rồi được, nhưng mà cái chuyện mà dùng quay mà một liều sau tập với liều trước khi đi ngủ là tầm 7 cái liều trước khi đi ngủ nha bạn.
cái liều trước thì ngủ bỏ không có xài, bạn phải xài cái liều sau tập. Cái thời gian quan trọng là gì? Sau tập buổi sáng và trước tập, đó là ba thời điểm đó đó. Nếu bạn có điều kiện xài được một muỗng thì xài sau tập, bạn có điều kiện xài hai muỗng á thì trong hoàn cảnh bình thường thì là xài sau tập thì xài buổi sáng, còn bạn có điều kiện ba muỗng thì quá lý tưởng, khỏi lăn tăn, khỏi suy nghĩ gì hết trơn, sáng muỗng, trước tập muỗng, sau tập muỗng xong, còn xài trước khi đi ngủ là phí của trời. Câu hỏi của bạn cũng đã khép lại chương mục hồi đáp số 283. Như Nguyễn và Thu Hương chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong chương mục hồi đáp số tiếp theo. Để xem các video của chúng tôi một cách đầy đủ và nhanh chóng nhất, vui lòng nhấn nút subscribe hoặc đăng ký trên kênh YouTube của chúng tôi tại địa chỉ www.youtube.com/thehinhonline. Các mạng xã hội khác của chúng tôi sẽ được đăng tải chậm hơn. Tất cả các video của chúng tôi đều được đăng tải dưới dạng chuẩn Full HD 1080p, do đó các bạn có thể tận hưởng chất lượng hình ảnh trên những thiết bị TV màn ảnh lớn. Để xem đầy đủ các bài viết về kiến thức thể hình một cách hệ thống và chuyên nghiệp nhất, các bạn vui lòng truy cập website www.thehinhonline.com.vn và bạn cũng có thể đặt câu hỏi gửi về chương trình bằng cách đăng ký làm thành viên của website này. Chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn một cách đầy đủ và chính xác nhất qua các lần lên sóng đều đặn. Xin thân ái chào các bạn.